một tất lẻ hai đó hả không? Nhìn cái hỏng này là thấy nó ảnh hay chứ gì nữa. Lại tham quan cái xe này coi, xe này không ra chưa xuống tới phà nè. Rồi xin chân vậy thì tà la chân nè, tốt mã ra đám hay gì đây. Rồi đây coi. Rồi xíu cho chắc vô coi. Mở ra, mở heo, xin tay mày đó, chân kia. Rồi, rồi, bữa nay giao thằng này giáp là quay bộ phim này là 3 tiếng hồ luôn, chưa gọi máy này chưa đậy nữa nè. Chị tắt máy thì phải xuống ra các bạn, xuống ra hết ga, có đầu cho nó ngưỡng bơm, còn 3-4 quận mình không. Quay đi, quay đi, quay đi. Mình chạy luôn vậy? Quay thử thôi, để kiểm tra thôi, nó có đổi rồi. Gắn vô e rồi nó hết chiều. Được rồi. Không? Chạy là giờ phải chạy cho ngon rồi quay cho nhẹ nữa. Cái này là được voi mà đòi hai bà chân này các bạn. Đó, thấy không? Tấn Vinh là ai ta? Là số điện thoại đó có ai? Năm nó luôn hả? Là coi như là Khánh quản lý chiếc này. Ủa coi đừng nó giả cái cây nọc nha. Rau thấy xe máy chạy ngon quá mà sửa gì? Không chạy được, nãy giờ tắt luôn. Người hồi trước là sao? Trước đâm đầy ghét nè, không bị gì chứ. Cháu lượt vô tới giờ bị phục, như còn sáng là nó phục cũng gần chết. Mình hạ mình dầu xuống thấp chút đâu. Chút nào cao đi cầu tiền khó đi. Nó vẫn thấp hơn cái máy mà. Nó cao máy á. Cái máy xuống sâu sâu quá, sâu mà. Cái máy nó hạ xuống ở sâu này. Nó thấp hơn hả? Nó quéo càng lên thì sâu hơn hay lắm. Rồi sâu lắm. Cái này cao quá, cao nè. Để cao nè, chắc được không? Vậy nó cứ. Nó khổ một cái là bây giờ nó cao vậy nó còn không chạy được, sợ thấp nữa là sao? Bọc mà nó bọc đây này. Tính đưa lên cao 1 mét nữa rồi. Cho nó cao cho nó có áp xuống. Đi vô cầu đó chứ. Dạ. Chứ cái đó mà hạ xuống đó là vô cầu ngon rồi. Lại tham quan cái xe này coi. Xe này không ra chưa xuống tới phà nè. Ờ, cái gà bung tựa lưa hết trơn nè các bạn. Này dòm nè, cái xe thấy nhìn nó đẹp mà cái gà sao thấy sao nó sai sao á Thành ơi. Rồi xin chân vậy thì tà la chân nè, này tốt mã ra đám hay gì đây. Rồi ơi các bạn ơi, 025 cái này là chạy động cơ, này là động cơ Isuzu hả Thành? Isuzu hả? Isuzu mấy? Ờ vậy là nếu mà vậy là cái động cơ này là nó có 3 máy mà 86 ly nè. Đâu cái nắp lắp nè đem làm gì hả Thành? Nắp lắp này nè. Dặn cho nặng nó bị bầu bồng đít đó. Của máy nào vậy Nam? Máy Trung Quốc đó rồi đó. Bỏ đó hả? Bỏ rồi nó có chạy đâu. Trời ơi. Một tấc lẻ hai đó hả không? Ừ đúng rồi. Nhìn cái họng này là thấy nó ảnh hay chứ gì nữa. Chạy ăn dọc thấy mẹ. Lẻ hai sao đổi lẻ hai, cái anh tấc lẻ hai là có nhựt hết rồi không? Ừ. Phải không? Sao đổi lẻ hai có nhựt hết rồi. Được cái thằng nó đâu rồi? Thằng lắm hả?
Ừ. Rắn á. Còn luôn hả? Còn nguyên cái máy luôn hả? Bữa nào lại gã lấy đồ coi. Có gà đông tê Siki các bạn ơi. Điều khiển ở trong chỗ này khác hơn ta nè, thấy không? Điều khiển thể lực luôn nè. Chứ không phải cơ nha. Nhâm. Hả? Cái này là điều khiển này là không phải cơ như cái máy kia đâu nha. Cái này đời trong đời cao cao à, mà xấu xì nhất từ lưa chân. Đời cao. Bây giờ làm cái nào trước? Cái kia đi. Bây giờ coi như là làm chạy cái bên kia chạy thì mới sửa cái này ha, còn không chạy thì cái này nghỉ luôn nha. Mùa răng này có không thợ? Cái này là 6203. Đây. Không, cái đó là nhỏ. Cái nhỏ. Rồi. 6203. Gắp vô cái gì? Gắp vô bánh lái. Bánh lái. Cái gì hả? Cái lái của nó thì á. Lái sao đạn gắp cái còn cái. Còn cái nó rớt qua chứ. Lái được. Có mà máy thì trước đi trước đi qua không bốn. Ừ, cái này chơi sao quá ta, có bà đạn nữa ta lá chưa lật. Còn cái nữa đâu, cái hết rồi, dân hoành nông dân xong rồi. Thành nó sao không hả? Ừ. Que nó đó là trừ lương đó nghe. Ừ. Cái này là que nó vô mà nó không làm tưởng đâu úp chiếc que luôn rồi. Gì hả? Rồi thằng này giỏi lắm, mà cũng úp rồi bảy mình giàu luôn. Thôi giờ trả lại giờ năm ơi. Bởi nó thấy người ta làm nó dễ lắm. Thuyền nó làm đẩy cái tưởng đâu gồi bữa đó ha, nước thùng đá kìa. Cái gì ha, thùng dầu mới chảnh hết trơn luôn. Bánh chảnh chưa? Sao mà chạy gì kìa? Thấy cái chủ điện có gì đâu, kêu chạy chẹt ra ngoài á. Ừ. Đậu ngoài đi rồi một quá này tăng sơm thì chạy ra. Ra ngoài tài khung nó mà thằng này thì thằng này nó cũng như ca sĩ vậy đó. Mà mấy ca sĩ mà mới biết tập hát rồi lên hát dữ lắm luôn. Mạnh dạ hả? Mạnh hả? Thì nó cũng mới biết. Thằng này thằng Thành khác. Mạnh hả? Ừ. Thì nhờ vậy mà bữa hổm nó quơ càng được đó mày. Nó quơ bậy gì không bị. Ừ. Chứ không năm không bị khém mém nữa. Cũng nói rồi đó. Nói rồi đó hả? Rồi mới cha tôi mới điện vô nó giờ chiếc que nó nghiêng quá nghiêng rồi. Nó nghiêng nó còn xíu rồi. Ôm nó sẽ lắp xuống ấy. Dạ. Gắp đó. Gắp trên đó là đó. Gắp cái cục kia gắp chưa? Gắp đầu cũng được chứ. Ai gớm cái quỷ kia kìa. Vậy chưa gớm đồ á. Cái kia kìa, cái bên kia kìa. À, gớm cây xúc bắp nè bò. Xúc bắp á. Cái xúc bắp bên kia. Để đó để gắp kia rồi. Nó không biết cái xúc bắp là gì. Thôi để đi mày mà bắt hồng cái thủng xong cái rồi luôn. Ồ vậy mà nó đua xe, đua xe. Xe. Trời ơi, xúc bắp. Nó đua xe chứ nó đâu có đua xúc bắp đâu. Sợ gớp cái đó đó. Trời ơi. Đua xe nó đâu có đua xúc bắp đâu mà nó biết. Đầu đầu bò tháo xúc bắp đầu ngoài bộ. Bữa nay khỏi gần cái gì men á. Trời. Trời quay cái đầu ngoài. Đi qua cái phi phi ra nè. Phi phi vậy. Đem kia xuống luôn. Đem hai cái mắp kia luôn. Tao không để ngày mai không nói. Mày cầm hết không? Cái túi. Mình bỏ cho à. Đây nè, từ qua giờ tao đang được nè. Mình nói chuyện coi coi. Mày có bài nói chuyện coi coi không à? Coi là hay lắm. Bỏ rồi mà. Đầu rồi mới nay kia bạc hết trơn nửa đầu. Khó thức chi lắm hay gì. Tao xong rồi. Đừng cứ qua camera tao qua xuống sông nó nghe. Né né né. Hello. Mấy này không? Thổi đi. Tao đi cho hai cái mắt trước. Để đầm, giữa đầm nó có van đâu nó vô. Để đây nữa. Anh Thành sáng là anh sụt nước rồi đó. À, ok. Ok. Đây nha, cây 17 nha. Không có giả lao đâu. Đây. Thành ta đi anh cho mấy con cái bê chạy nước rồi Thành. Nha. Điện chưa ông phủ chưa? Trời ơi, đã nó chạy nó chợ mà điện cái gì nó không sáng lên đâu ở nhà sớm. Ông Phát có chưa? Phát điện nó có không? Có rồi. Chứ không có rồi tắt lại chết luôn. Cái này là người ta nói thường thường bán một khách hàng là lời được một người khách nữa nè. Con này sáng nó dụ mình sửa chẹt này nè, nhỏ nhỏ này nè. Bây giờ cái nó chạy chẹt kia đầu nằm đâu đó đó, nằm giả đó, sao đây? Thôi trời đâu. Ta làm chỗ đắt thôi. Tại vì thường thường á thà còn đó ốc nó dứt. Ừ. Nghe vô đó. Quay lại, quay ngược lại cái bề sáng vô trong. Cái nó ăn cái chiều căng tao ơi. Tôi đi ngang qua nó giật nó quá trời nó tìm. Máy móc tôi sẽ bút tôi tập luôn ở trên.
Thường thường người ta gọi vậy là thế đã rồi đó các bạn. Đưa lại nằm đây nó nằm dạ, không ấy mình không sửa nó không đi, nó đậu hoài vậy đó là mình có làm ăn gì được. Này nè. Dạ nó mới chịu. mà thường thường cái người khách lại mà người ta đâu có biết cái giá trị của cái người thợ như thế nào. Nhiều khi người ta nói thợ lại làm là rất là dễ ăn. Thành ra mình phải làm ngược lại, có nghĩa là mình giờ mình bắt khách làm thợ để cho người ta biết cái công sức của người thợ mà làm cái máy nó chạy nên là như thế nào. Đó, giờ bắt nó làm đây. Này dẫn vô. Cái này mình có cây kia không? Lui cái ngồi ngoài ra chút xíu rồi. Lui cái ngồi ngoài ra. Lui cái ngàm vuông đó, lui ra chút xíu thì nó đâu có đụng bùn sâm. Đúng rồi đó. Lui ra chút xíu rồi. Đúng rồi, giỏi quá. Nói chứ nói nó cũng có sức khỏe các bạn, để cho nó vận động đi chứ. Nó không có tiêu tốn năng lượng cái nó bị ứ tùn tắc hoài. Đối diện nha. Chiếc nha anh Thành. Tán sơn này mình dặn mấy cái này phải dặn chiếc cho ta. Hả? Mình dặn mấy cái này nè. Sao mình không dặn hai con trên hay dưới á? Cho nó dặn hả? Giờ ví dụ mình dặn hai con trên cái dưới nó hở ra có dặn siết dưới bị cắn góc trên là sao? Nó phải đối diện vô cho siết cho đều, nó ép ron vô đều từ trên xuống dưới hết, chỗ thì cứng nát còn chỗ thì nó hở. Thế rồi. Bữa con mở máy kìa, ông kêu con mở chỉ ít á. Chứ không con mở kìa. Cái thật thường là đúng đó. Đúng rồi. Này có tiếp không Phúc luôn? Thôi, hết sức thẳng mình là được rồi. Máy này máy cũ mà cũng đâu có nhiều hơi xíu quá. Hồi nãy tha dính bò từ lên trong đó đó. Lấy cái thùng đó bò coi. Cái gì ta cũng thủ thuế, ta dặn là lỡ nó giục nó gãy cần thiết hay gì nó có nhạo xong không? Là thử coi. Đâu mà dặn không dò không cắn. Giờ lại ấy nè không. Lại quần nữa ơi. Cứng lắm rồi đó. Cứng mà thấy con ốc xéo không dứ nãy thôi chiếc con không mạnh không đó. Cái nói chuyện cho cũng để ý lắm nha. Trời ơi làm gì kìa, gãy đầu tiếp ta dò ta mới thụng xuống ta chịu rồi. Lỡ nó rứt cần tiếp là sao? Đứt bù lo là sao? Luôn. Ừ. Chiếc dẫn dò. Rồi bao nhiêu cái đừng không có nhúng nè, không có nhúng nè, thôi được. Bao nhiêu cái mỏ hôm nay là đó rồi các em nè mới lại đánh đổ nước vô đây vô mặt à, làm gì cẩn thận chứ hơn thôi được rồi bên đây cái này lâu bẻ vô là khóa lên Thái Thành không biết. Không có cái bẻ vô khóa, có cái bẻ vô mở nha, không có nhất định nha, đồ Trung Quốc này thấy gớm lắm, lạ lắm. Rồi đổ vô cho đầy vô coi. Tấm ròn năm, đưa tấm ròn ra cho nó lắp vô coi. Con này cũng Thành là đâu dám bỏ đâu. Đây chắc không được. Đỉnh. Chưa. Thông chưa? Đó là gì? Lúc luôn cái gì? Được rồi đó. Rồi được rồi, thôi. Thôi đi. Vừa lo sạch chỗ này cái coi. Sạch đây hả? Đây nè. Có xì đâu không, xì từ từ chứ. Nhiều khi mấy cái tay nghề có mấy cái anh này là dữ dội lắm, nhưng mà anh ấy đi thành ra nó bị hư hoài đó. Ừ. Thấy cũng ổn rồi đó các bạn, giờ dặn cặp tòa vô coi. Đầu cục trong không? Đầu cục ở trong. Không có ỉ nha, cái nghề giỏi không có ỉ nha. Ỉ được á. Ỉ mình chết không? Anh Thành tù lũ mà anh Thành đâu có lo về tiền. Ừ. Anh Thành tù lũ mà lo đây. Rồi ghép cái đạp vậy đó không mà nó đi
chơi hoài không có tiền nói đâu. Đặt nào? Này nè, vô nước ngoài gửi tiền 100%. Nước ngoài luôn này nè. Này hả? Biết gì không? Cũng là mướn thấy bà. Đại gia đó. Tháng gửi gì 30 triệu cho thay thay gửi. Mẹ nó. Đâu có đâu. Chị hai nó. Tính bảo lãnh nó còn bệnh á. Cô quên không thúc bị. Cái gì giờ đối xử tốt mà nữa, cái gì qua bển nó gửi tiền cho mình xài. Thôi ai chứ. Rồi gấp vô luôn đi, rồi còn cái gì nó mà ngại. Lại gấp đi. Nó mốt tự gấp, ai mà theo gấp hoài. Không phải mình tốt đâu các bạn, nhưng mà mình chỉ cho nó làm mốt nó khỏi có làm phiền mình nữa. Gì được chưa đại ca? Nó dính cái vô để vô hết thích được ra vô kịch kịch là đúng rồi. Để vô chổng nó hết. Nãy đã trúng rồi còn gửi ra ha. Còn không thấy nữa thì nhìn vô ơi. Nhìn vô trên chỗ cái nút tròn tròn ở trong đó, mắt sáng mà. Thấy không? Cái đi khỏi không anh ta chở lên hả? Rồi rồi, bữa nay giao thằng này gáp là quay bộ phim này là 3 tiếng đồng hồ luôn, chưa gọi máy này chưa chạy nữa nè. Cái lỗ này nó chưa không đổi. Tôi có một lỗ à, lỗ này không có gì á. Sao không có? Vậy là thằng nãy giờ thằng Đạt gửi chân đỏ trong cái gì mất tiêu rồi. Có gửi không? Dạ. Có gửi chân đỏ trong không? Con biết cái ba cái đó đâu rồi. Vậy hả? Vậy là còn ở đó gáp vô đi. Rồi một phiên là 3 tiếng đồng hồ. Chưa biết chạy không nữa nè. Rồi. Tình hình này thấy con mua không ổn à. Quay ngược cò lại anh ơi. À, trời ơi, anh gáp mà anh gáp cò, anh quay hai cái đầu cò xuống dưới. Quý quá gì không biết nữa. Rồi vậy mới đúng đó. Nói một chuyện với ông bên kia không chứ. Ơi. Chồng gáp mà hai ba người đứng dòm dòm gì nó gáp không có được. Ý là thợ gáp mà còn bị quý nè. Mấy ông trên thị thành con cái nữa. Rồi, chỉnh cò đây đây coi. Rồi, siết cho chắc vô coi. Mở ra, mở hai ống trên tay mày đó, trên trên kia. Ừ. Mở ra chìa khóa. Chắc rồi. Để chìa khóa mở chứ ngộ không? À, siết cho chắc vô coi. Con 17 con 16. Máy ép thì. Có mà ốc 17 con 16. 16 ốc gì ta đó, không có chê. Rồi. Thiệt chứ? Có nó tốt hơn con ốc mà ra ra. Cái gì? À, rồi giờ xây cái bánh tráng rồi chỉ làm luôn. Cái này không có đụng tay vô. Đây chị quay cái gì? Ừ. Rồi. Rồi. Có chứ sao? Nước có nước rồi. Vẫn có nước hả? Rồi, không xong rồi các bạn ơi. Cái gì ông Quy? Gửi cái bác ra. Cái này hả? Thôi rồi. Rồi ta đã xa nhau rồi. Dặn cho giữ vô hồi gửi nha. Còn gì nữa đâu em. Chắc gió rồi. Chắc chắn nó có triệu chứng rồi đó. Tao biết rồi nó vô cái đường nào. Triệu chứng gì nó kêu tiền đó. Chứ nói rồi. Maxi Lab đây 15 gắn ở đây vừa không? Vừa không? Cái này máy này đầu tiên là nó bị nước nó vô sơ mi thì sáng thấy cái bô e thì nó lõm xuống đến nước ngoài vô đó, bây giờ cái sơ mi thì không thấy cũng không có dấu hiệu nứt. Bây giờ gáp vô lại thì nó ọt nữa chắc rồi. Ô khoan khoan Thành đây, khoan Thành khoan lấy cái bếp rồi. Ô tao lấy cái tài bịch bô e lại coi. Thì nó tìm nó cũng không có lên bình nước rồi gỡ bác tiếp tục. Chắc rối rồi. Khi nào nước nó còn cho ống bô không? Gì? Đây. Đây. Mở con dưới được rồi, mở chi con trên thằng này nó liên. Nó đi luôn rồi nè. Mới chìa khóa nào được, nó xây vô gỡ đi. Trời ơi, một đống nước. Tiếng má ơi. Cái này nó cong cái gì vậy ta? Cái bề cong này là bề cong này vô trong này gáp gì là không đúng rồi nè nha. Gáp ngược hả? Được rồi. Cái gì cái nặng. Đúng dữ rồi. Ủa mà cái đó rồi đó người ta gỡ ra bị đó. Người ta gỡ. Không có cái dù gì nước nè. Các bạn thấy không? Cái bề cong này là phải gáp vô trong. Để hai bên nó nhịp qua nhịp lại được. Còn gáp cái bề thẳng này vô trong sẽ bị cắn cạnh. Đây. Đúng dữ rồi. Cái nó bị hư.
cho con thêm cây nữa năm ơi. Lần bánh trướng đi, nhảy ra đó. Ôi, nhảy vô mặt. Lấy cái cần nãy là cần lớn nè, để lên nè, xeo lên nè. Đây nè. Ừ, đúng rồi đó. Xeo lên. Rồi, cái này. Con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa, con chim sáo nghe trời. Đó mến. Gỡ nắp ra nè. Trong thời gian đó mình qua mình coi cái máy này đi. Rạng đông con chim sao nó bay ra đồng, theo con nước đang xuôi dòng ra đồng ruộng xa, con chim sao nghe trong lòng bay bồng lời ca. Hò gái hậu giang xưa như cánh sao bay xa làng, nay như những đóa sen hồng bên dòng phù sa. Em yêu quý những con đường mang nặng những lời ca. Mùa xuân sang sao bay theo đàn vào mùa xuân.
thương cho nhau. Chiếc áo mặc ngày xưa thương câu hát để ru bao đời, thương cây lúa lớn nhanh theo người, dầm mưa dài Cần Thơ gạo trắng nước trong là đây. Cần Thơ gạo trắng nước trong là đây. Cần Thơ gạo trắng nước trong. Đó, vừa rồi thì mình kiểm tra bên nắp cộng với cái bên cái sơ mi các bạn thì nó vẫn còn nguyên, nhưng mà cái hiện tượng xì nước nó vẫn xì, nên là tạm thời mình phán đoán là nó không phải là lo nó nứt nắp hoặc là nó gãy cổ sơ mi hay là lủng sơ mi. Thì tạm thời mình nghi vấn nó là nó bị lòn ron. Các bạn coi tấm ron này, tấm ron này vẫn mới mà ngặt ron mè. Thì mình nghi là cái lốc này nó không có còn thẳng nữa. Tuy là mình không thấy khuyết, nhưng mình sợ nó bị cái mặt thẳng nó không có tốt đó. Mình thay để tấm rồng thường, tấm rồng đen. Thì mình lên ăn cơm thì hai thằng lính này nó ở đây nó gáp rồi nè, này nè, này chủ tạo nè. Nó gáp không phải khen đâu nha, nữa hư là đục chặt là đổ thừa đó. Đó rồi cũng có chăm nước vô rồi luôn, phải không anh, hai thằng? Rồi hai xe đánh chấn rồi, đệ tử. Đó thì cái hiện tượng mà nó ọc nhất bên cái bô e bô lửa thì nó không còn nữa các bạn. Thì nó cũng có kết quả rồi đó. Rồi được rồi. Đó, nhưng mà mình bởi vì là sửa máy là không được dọ dàng nha các bạn. Nếu mà dọ dàng thì nãy như lính này nó kêu thay nắp, thay lốc, thay tùm lum hết trơn, thay tốn tiền mà nó không hiệu quả. Này nó thợ đồ thay dữ lắm. Đó, bây giờ tạm thời mình thay tấm ron thôi. Cái chuyện đơn giản nhất. Tại vì máy móc mà mình đừng có nghĩ sâu xa quá, những cái gì đơn giản hay là đó, các bạn. Đó, nhưng mà giờ nó sạch sạch, nó không có hơi là tại vì chưa có chỉnh cò. Gắn nét vô siết chắc chưa? Rồi, siết lại cái nữa đi. Thôi, xây ba ra chớ nữa rồi, đệ tử. Thôi, ngừng. Xây luôn cái đũa đó. Đũa là tại vì cái chân nồi nó lõm. Lõm rồi đó, bánh một bên đó, xây bình thường thôi, chỉnh cò là thấy đê thì chỉ mình thôi, các bạn hình như ai cũng làm được hết rồi, chỉnh thở nữa đi, xây dữ rồi, tại vì bạn cò mặt nhiều nó lõm hết trơn rồi, cho nó chắc ăn, cái đội cò nó hệ lụy nó mới nhiều, rồi xe chớ rồi có tôi gắt chưa, tiện chân, không có quậy á. Có rồi, có rồi phải không? Nặng rồi đó. Rồi, đề nghị các anh lại dặn cái nắp coi chú coi. Miếng ron rồi mất tiêu rồi. Miếng ron đã để đâu đây nè? Để đâu? Ai biết? Ông hả? Ông nào? Đó, ông Lâm Dũng không đưa xuống cho ông nào? Này nè, thay để cái này luôn đi. Này không có thay. Không ăn. Miếng ron rồi, không có miếng ron. Miếng ron đâu mà, đã. Chị vô mặt đi chứ. Ngon hả? Ngon lên chỗ đấy luôn ông ơi. Cắt luôn cái gì? Đây có cắt sẵn. Gắp que vô đi. Bỏ xuống ra. Que không được. Que gắp được, gắp vào lửa rồi được.
Quê nó quay lên gì nước vô sao? Đâu dịch hơn đâu mới dẫn đây. Nãy giờ cách đồng hồ chứ này 10 giây thì được chứ 1 phút rồi. Em sẽ cùng vô và lắc chơi vô. Con này biết con chơi không gì nữa. Cái này làm cái gì vậy? Màu trắng là gì?
quay gì? Quay đây chứ nó dậu lên. Bắp le mũi. Quay được tao khen mày hay đó. Bắp le quay. Tình Vũ nó không chịu. Nó tình 8. Đầu dưới chưa? Rồi, chứ mãi, chứ mãi. Rồi.
Được rồi, được rồi, xích vô luôn đi. Nó để nó mạnh lắm, nó lên luôn. Đây, này là chìa khóa 21, mình xích bỏ lớp luôn. Cảm ơn các bạn, ở vườn mình là gì đó, có gì dặn được, dặn tá lả à. Cái máy này nó cũng tàn rồi. Tại vì cái người người đẹp là ta còn giữ rồi, chứ cái này xấu là ta cho xấu xấu tệ luôn. Nó nãy xiết nắp chắc chưa thành. Hả? Đeo lên cho nhúng nó được không? Được. Cuối cùng mình cũng nhờ kia nữa. Cũng cho là cha ơi, tôi thích con kia chút. Nó có đụng cái dẫn nữa rồi. Đưa đây, dẫn sao được, đụng nó chắc rồi. Rồi nữa, rồi thôi tôi dặn cho mày, ha, ông làm tới mai luôn. Ờ vậy đó, nó kêu vậy đó mà không hay quá trời ha, nào phải dặn giùm cái coi, nó kêu vậy mà nó không chịu đá, mình đứng bên này mình đụng cái co rồi. Rồi mày nè, mày mua lại nổ như thế nè. Khoan để tôi lại tôi nổ rồi à, mày chạy đâu không, mày chạy ngay không thằng đi ra cái đi. Dạ quay mà không chắc quay vô chạy gì vậy, nó tay đi gì đúng thằng này nó sao thôi 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 nó quay ra
quay đi, quay đi, quay đi. Quay luôn hả? Quay chạy luôn vậy? Quay thử thôi, kiểm tra thôi coi nó có đổi được rồi. Đâu sao đâu, đâu sao, cái cò nó nhảy nhảy lên. Nó bật cò nó kêu. Sao mà nó kêu gì sẹt 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 nè. Thì nó thiếu hơi nó kêu. Nè em nghe, nó nghe nó bị gì nè. Gắn vô em cho nó hết kêu. Đang chạy chết sạch 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 vô nhiều khi cái máy nó người ta chỉnh cò nó đụng cò thì nó sẽ bị nứt nắp cò. Thứ hai nữa là vậy thì nó không tốt tại vì xúc bắp mình nó luôn mở đó, tại vì vậy mà xúc bắp mềm mềm nó cũng dễ bị cháy xúc bắp đó, bởi vì không nên mà kéo leo quá sớm. Cái trường hợp mà người ta máy đang chạy mà kéo leo sạch 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 đổ đủ thứ hết. Được các bạn, hai cái máy này nè, một cái tôi có định thì nó dầu nó không hút qua được là do cái lắp bê nó thích quá. Còn cái máy này nè thì nó chỉ là tẹt ron thôi, nhưng mà cũng động não dữ lắm rồi mới phán đoán chính xác được rồi mới làm, cuối cùng nó cũng chạy. Thì ga nhỏ thì gì cũng được rồi thằng ơi, nếu muốn nhỏ nữa mắc cỡ hạ ga xì nhớt lên. Máy này về thay nhớt nha. Còn nếu mà muốn chạy ra nhỏ nữa thì dắt thay nhớt ta gã mặt nạ ra rồi xách cái nhông cũng lại. Ừ. Là xử được. Hai ra nhỏ lại chút nữa. Ừ. Thôi vậy đi cũng được. Rút lại kìa. Cục một phía. Rồi sao hãng kia dùng đi được hãng gì? Hãng bát hãng lên lên. Ừ. Ở trên luôn chạy về luôn. Trên thì cũng xong rồi, dọn dẹp đồ. Xuống. Rồi, dọn dẹp. Rồi, bước đồ. Đã. Bước đồ lên. Đóng rồi hậu quả. Thì hồi nãy thằng nào bưng xuống thì rất là giật này giờ bưng lên. Bưng gì nè. Đó, cái nào ấy điện thoại rồi bỏ lên nhà hết. Ừ. Ừ. Làm gì đề máy hay vậy? À, thôi thôi thôi, bữa nay mệt quá, không có đề máy, cô bé cô biết gì nữa hết. Ngang nhiên quá. Giờ mình chạy về trước chiếc đi. Ừ. Chưa. Hàng nó mới chạy về trước hả? À? Sao vậy chạy chiếc trong này trước đi. Chiếc trong trước nha. Ừ. Chiếc trong chiếc ngoài lấy về bộ. Thôi đợi xíu đi ông ơi. Thôi vậy thì bữa nay thì cũng video này tới đây là kết thúc nha các bạn.
cho hai nhỏ này về ăn cơm đi, để hồi làm hồi nó đói nó xỉu nữa. Thôi tạm biệt các bạn nha, hẹn gặp lại ở video sau.